Ba, em hẹn anh ra đây đột ngột như vậy á, anh có phiền lòng em không? Em nói làm sao vậy? Em hẹn anh ra đây anh vui quá trời luôn á. Ba vui thiệt hả? Thì mà. Ba, anh thật là đáng yêu. Ba, thật ra là em hẹn anh ra đây cũng có mục đích đó. Thì em hẹn anh ra đây là có mục đích hả? Mục đích nghe không hay cho lắm. Em hẹn anh ra đây có lý do. Vậy hả? Dạ. Vậy em nói đi anh nghe nè. Thật ra là nè. À, cái này, ủa, hình như cái này ngày hôm qua anh mua anh tặng cho em mà. Đúng rồi, ngày hôm qua ba mua tặng cho em á. Nhưng mà ba biết sao, em về em mở nó hoài không có được, em không có sức lực á, dặn nó không được. Cho nên là em suy nghĩ nè, không lẽ bây giờ mình lấy cái búa mình đập nó cũng không được, hay là mình lấy cái dao mình cứa nó cũng không được, kỳ quá. Hay là mình giục nó luôn thì uổng quá. Cho nên bây giờ em không biết làm sao với nó đó ba. Em ơi, đưa cái tay trái của em lên đây. Ủa? Không, anh mượn cái cọng này nè. À, lào tưởng. Tại vì em biết làm sao không? Khi mà nó trơn á, mình khó mở lắm. Cho nên nếu mà mình có một cái điểm tựa vô giống như vậy nè, ma sát á, là anh mở được liền à. Đó, hay chưa? Ôi, ba giỏi quá. Khen anh hoài luôn á. Đó, đơn giản mà. À, hay quá ha. Em biết cách mở rồi, mà mau về nhà để em mở ra. Thôi, nếu như mà xong rồi thì mình đi karaoke nha. Karaoke? Ba, em muốn đi karaoke giúp ba lắm. Nhưng mà tại vì em sao? Em sao nói cho anh nghe nè, đừng có ấp úng. Em cũng có một cái lý do. Em buồn quá à. Sao buồn nữa? Thật ra là em nói ra em sợ là ba không được vui. Không sao đâu, em cứ nói đi. Vì em, anh có thể làm được rất nhiều điều, em yên tâm. Ba nói thiệt hả? Nói thiệt. Ba, thật ra là ba. Cái cọng dây chuyền này là ông ba tặng em hồi tháng trước á. Mà bây giờ nó thành cái lắc tài rồi nè ông ba. Mà em thích dây chuyền à, chứ em không thích cái lắc tài đâu. Vậy bây giờ em muốn làm sao nè? Bây giờ em không biết làm sao cho nó hết rối hết á. Không lẽ bây giờ mình cắt nó ra, xong rồi cái mình nói nó lại. Hay là bây giờ mình đem đun nó cho nó chảy đi, rồi mình làm lại cũng không được nữa. Em ơi, thật sự ra cái này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Cái này không đáng nhiêu tiền. Ba nói với em là nó 5 triệu là nó không đáng, là đồ giả hả? Không phải, ý của anh á là 5 triệu nó không có đáng gì đối với anh đâu, em hiểu không? Em đừng có đốt nó, em cứ để đi, đeo lắc tay đúng không? Đeo đi, bây giờ anh đưa cho em 5 triệu nha. Coi như là anh mua lại cho em một cọng dây chuyền khác, đền bù lại cho em. Ba cho em 5 triệu mua dây chuyền khác hả? Bình thường, anh thương em mà. Trời, ba. Cái sợi dây chuyền này á, em xem ở trên mạng á, em thấy nó báo giá là 4.900.000 á. Mà bây giờ ba đưa em 5 triệu, như vậy là dư rồi, để em thói lại cho. Thói lại cho 300 ngàn. Thôi, giữ đi, mệt quá à. Bao nhiêu tiền đâu đáng gì với anh đâu, em hay vậy quá à. Vậy thôi em lấy 100 ngàn này em đi taxi á. Okay. Không sao anh thương. Rồi bây giờ xong chưa, đi karaoke nha. Ba. Hả? Sao nữa vậy? Thật ra là em không có tâm trí nào để đi karaoke hết đó ba. Bây giờ sao nữa? Cứ nói anh nghe. Em không có dám nói đâu. Em nói ra em sợ ba sẽ ghét con người như em á. Em nói gì sao vậy? Tự nhiên anh thương em không hết mà làm gì phải ghét em. Có gì cứ nói anh nghe. Tại vì nãy giờ là hai chuyện rồi, người ta nói bất quá tâm. Bây giờ em nói một chuyện nữa là ba ghét em luôn á. Em nghĩ cái gì vậy? Vì em anh có thể làm 4 chuyện, 5 chuyện, miễn sao là em vui là được. Ba nói thiệt hả? Thiệt mà. Ô ba, thật ra là cái chuyện này em ngại lắm. Nó hơi tế nhị. Nó là em
Muốn có em bé. Muốn có em bé. Hả? Em muốn có em bé. Em à, nhưng mà chuyện này... Papa, đừng từ chối nha. Em muốn có em bé, em không phiền nữa đâu ba. Nhưng mà anh với em chỉ mới... Ba, nhìn thẳng vào mắt em nè. Anh đang nhìn nè. Em nói thiệt á, ba cho em có em bé nha. Ba. Thôi vậy bây giờ mình tìm chỗ sản xuất luôn đi em. Ba nói thiệt hả? Nói thiệt hả? Vậy là có em bé thiệt hả? Có luôn. Nhưng mà vậy ổn không? Được chứ. Bây giờ ba chỉ cần đồng ý một cái thôi. Em chuẩn bị xong hết rồi. Ủa, em chuẩn bị hết luôn ấy hả? Hả? Ba đồng ý nha. Anh đồng ý. Vậy thì ba chờ em nha. Nhưng mà em đi đâu vậy? Chờ em. Thì ra là đã có chuẩn bị hết rồi. Chắc sẽ là cao trào lắm đây. Em về hả? Dạ. Anh Che, chào bố đi con. Chào bố. Ủa là sao? Papa à, thấy nó dễ thương không? Dễ thương nhưng mà là... Cái này là em bé của mình đó. Cái gì? Cái này là em bé hả? Em bé. Trời ơi. Dễ thương. Đây, em có cái này cho ba nè. Nè. Cái gì vậy? Ba xem đi. Chà. Ồ. Hả? 25 triệu. 25 triệu. Hả? Chỉ có 25 triệu thôi hả bà? Vậy là con chó. Em bé. Em bé con chó. Em sẽ chăm sóc nó ở nhà em nha bà. Tự nhiên chịu con bé này làm chi, bây giờ mất hết một mớ tiền. Lưng á.